Chào các bạn, sau đây thì mình sẽ diễn cho các bạn xem một cái trò ảo thuật mà rất là kinh điển trong ảo thuật bài qua bốn con bài này. Đó là những con búp bê nam và búp bê nữ. Thì bây giờ mình sẽ cho khán giả ký tên lên hai lá bài này. Anh hãy ký tên lên cái mặt của nó đi. Ghi tên để chứng minh rằng là đây là hai con bài của anh chọn. Ghi tên và những cái con khác thì không hề có chữ ký của anh. Rồi đúng rồi. Chính xác. Chữ ký là hoàn toàn của khán giả luôn. Chính xác. Bây giờ mình sẽ trắc nghiệm một tí ha. Thấy gì không? Không thấy gì hết. Con nam ở đâu, con nữ ở đâu? Mình nghĩ đây là con nữ nè. Cái này con nữ đúng không? Đúng rồi. Vậy thì sẽ ra đây con nam đúng không? Đúng rồi. Rồi cho anh giữ con nam. Ok. Rồi. Rồi ok ha. Bỏ đây đi. Không, anh chia hết camera không thấy. Rồi ok. ok. Rồi. Cái này là con nam. Con nam vậy thì sẽ ra là cái này là con nữ đúng không? Con nữ, đúng rồi. Ok, mình sẽ lọc lên coi thử ha. Đúng rồi, con nữ. Wow, có chữ ký của anh luôn đúng không? Đúng rồi. Bây giờ khi á mà mình cầm con nữ nè, mình nhét nó vào giữa nè. Bốn cái thì con nữ nó nhảy lên đầu anh tin không? Sao được? Nữ nhảy lên đầu. Wow. Ok. Lại thêm một lần nữa ha. Đúng rồi. Khi á mình cầm con nữ nè, mình nhét nó vào giữa nè. Bốn cái tiếp, con nữ nó lại nhảy lên đầu. Đó là cái trò mà kinh điển là bốn cái là nó nhảy lên đầu, bốn cái lần là nó nhảy lên đầu nha. Cầm và bốn cái thì nó nhảy lên đầu như vậy. Wow. Đó. Nhưng mà thật ra thì cái này thì nó rất là đơn giản thôi. Nhiều người đều làm được hết nhưng mà có một cái trò khó hơn nè, bốn cái nhảy lên đầu này, đúng không? Đó. Oh. Bây giờ khó hơn nè. Cái này là con nữ đúng không? Đúng rồi, nữ. Còn cái này là con nam đúng không? Nam. Bây giờ anh giữ kỹ con nam đi. Giữ kỹ vô luôn. Cho đổi rồi đó, tin không? Không. Con này biến thành con nữ, con này biến thành nam, anh tin không? Nói gì ghê vậy? Có chữ ký của anh luôn á, tin không? Không. Con nam nè. Và con nữ. Wow. Trao đổi với nhau. Hay quá. Và hoàn toàn là chữ ký của khán giả luôn. Đúng rồi, đây là chữ ký của mình luôn. Chứ không cần phải giả chữ ký gì cả. Hoàn toàn là chữ ký của khán giả luôn. Wow. Thì đó là trò thuật này. Cảm ơn các bạn đã xem. Quá hay.